Đằng sau dãy hàng rào thép gai, những bức tường cao kiên cố, hình ảnh một nhóm trẻ thơ đang chơi đùa với nhau. Tiếng cười đùa hồn nhiên của những đứa trẻ ngây thơ ấy khiến nơi đây trở nên ấm áp lạ thường. Trại giam vốn không dành cho những phụ nữ mang thai, càng không phải là chỗ cho những đứa trẻ sinh ra và lớn lên. Thế nhưng trong rất nhiều trường hợp đặc biệt, nữ phạm nhân buộc phải sinh con trong trại hoặc đứa bé vào ở cùng vì không có ai nuôi dưỡng. Và như thế chuyện chẳng đừng, các trại giam đành chấp nhận cho con theo mẹ. Điều đó đồng nghĩa với việc các cháu cũng phải sinh hoạt vui chơi bên trong những cánh cổng trại giam. Sinh năm 1983, nhưng phạm nhân Vũ Thị Hương Giang, trú tại Hà Nội, đã làm mẹ của 7 đứa trẻ. Dấu vết của những ngày tháng lăn lộn bên ngoài xã hội hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ này. Do bà mẹ mất sớm, tuổi trẻ, lại không được học hành tử tế, nên Giang đã sớm đi vào con đường phạm tội. Ngày 7 tháng 2 năm 2007, Vũ Thị Hương Giang bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khi đó Giang đang mang thai cháu bé thứ hai nên được hoãn thi hành án. Tuy nhiên, sự khoan hồng nhân đạo của pháp luật cũng có giới hạn. Đối với những người phạm tội nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội thì vẫn cần phải cách ly với xã hội. Đầu tháng 9 năm 2020, Vũ Thị Hương Giang được đưa đến trại giam số 5, Bộ Công an để chấp hành án. Trước khi đi, phạm nhân Vũ Thị Hương Giang đang mang thai cháu bé thứ 7, đồng thời chị cũng đã viết đơn lên cơ quan chức năng xin mang theo con nhỏ mới 11 tháng tuổi vào trong trại giam cùng với mẹ để tiện cho việc chăm sóc cháu bé. Em vào trại là lên đến trại là mùng 5 tháng 9, lúc đấy thai được 36 tuần. Thì em vào khu cách ly 16 ngày thì bắt đầu chuyển dạ đi sinh, thì các cán bộ đưa đi ra viện đa khoa Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc sinh nở đấy. Thì khi chị đi sinh cháu thì thực sự với các anh là rất là nhiều cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất đó là chị nữ sinh rất là nhiều cháu, cháu này cháu thứ 7 rồi mà hình như là theo như chị nói là cái gia đình cũng không được quan tâm lắm. Đấy, cho nên khi chị đi sinh là chị nó không có trong tay bất cứ một cái gì, từ cái tã, cái lót, cái bình sữa hay là vừa cái chăn quấn cho cháu. Khi chị chuyến dạ thì tất cả các cán bộ ở đây là người và phạm nhân giúp việc cho cán bộ ở đây là người thì đi xin cho chị cái tã, người thì đi xin cho cái bình sữa, người thì đi xin cho cái phích, người thì xin cho cái chậu, nhìn rất là thương. Một người phụ nữ bình thường ngoài xã hội mà sinh con cũng đã vất vả rồi, rồi cộng với một chị phạm nhân đây nữa thì lại phạm nhân mà lại không có sự gia đình, mà không có một cái gì trong cái sự chuẩn bị để sinh con đó thì các anh biết là rất là nhiều cái khó khăn đấy. Sau khi sinh cháu bé được khoảng một tuần, tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, hai mẹ con Giang được chuyển tới phân trại 4, trại giam số 5 để tiếp tục chấp hành án. Mặc dù điều kiện môi trường trại giam còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng Vũ Thị Hương Giang đã được ban giám thị và các cán bộ quản giáo tạo điều kiện cho hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt đối với những nữ phạm nhân có con nhỏ theo mẹ vào trại. Thì đưa cháu về đây thì từ hôm chị về đến giờ là cũng không có gia đình thăm nuôi. Thì tất cả là nhờ vào cái chế độ chính sách của nhà nước và cái sự quan tâm của cán bộ và cái sự giúp đỡ của phạm nhân khác. Nhưng hiện tại thì các anh cũng biết đấy, cháu nó cũng ngoan, cũng không phải là cái gì lắm đấy, để cho nhờ bên ngoài người ta nghĩ là đi vào tù thì sẽ thiếu thốn, sẽ thiệt thòi thế nọ kia. Biết được cái việc của chị nó thế cho nên là hầu hết là cán bộ ở đây ai cũng thương. Cháu lớn thì được các cán bộ cho đi học ngoài phân trại ở ngoài ạ. Đó là các cán bộ cũng quan tâm, nói chung mẹ con em được quan tâm đặc biệt hơn. Môi trường trong này cũng tốt ạ. Các cháu cũng được ưu ái hơn nhiều. Trại giam số 5 Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa là trại giam có số lượng phạm nhân án dài khá lớn. Trong số gần 900 phạm nhân nữ đang cải tạo ở đây, nhiều người có con nhỏ do những hoàn cảnh khác nhau, nên khi họ bước chân vào trại giam, các con của họ cũng bơ vơ, không nơi nương tựa. Để họ yên tâm cải tạo, chính sách nhân đạo của nhà nước đã cho phép các nữ phạm nhân có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, không người nuôi dưỡng, được mang theo con vào trại. Ban ngày, khi các mẹ đi làm thì các con lại được gửi đến nhà trẻ của phân trại để chăm sóc và dạy dỗ. Bằng tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia, các cán bộ chiến sĩ tại trại giam số 5 đang làm hết mình để những cháu bé vô tội có được một môi trường sống trong lành và ấm áp tình thương. Tổng số các cháu là 11 cháu ạ. Và hàng ngày thì buổi sáng sớm thì thường thì bọn em thì đi đón trẻ thì sớm hơn 15 phút để đón cho các cháu, bố mẹ để mẹ các cháu về đi làm. Công việc hàng ngày thì ra thì dạy cho các cháu múa hát và kể chuyện cho các cháu nghe, rồi đến giờ thì cho các cháu uống sữa. Cháu nào mà buồn thì nói chung là chăm sóc các cháu thì như con của mình. Các cháu thì ở đây rất là hồn nhiên, vô tư. Nhưng mà chính vì mẹ không hiểu biết cho nên là mẹ đã có sai lầm. Và cái sai lầm đấy bây giờ mẹ đã đánh mất tất cả. Mẹ mất đi những cái ngày tháng ở bên các con, mất đi sự chăm sóc của các con. Và cũng rất là thương con nhưng mà không làm nào được. Vì con rất là nhỏ, chưa đầy 2 tuổi con phải xa mẹ. Nên là mai sau này con lớn thì con sẽ hiểu cho mẹ và phải tha thứ cho mẹ. Mẹ rất muốn là con trai của mẹ con cố gắng học hành thật giỏi, vì sau này không khổ như mẹ và không có những cái suy nghĩ sai lầm lệch lạc như mẹ. Đầu năm 2015, Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1975, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt tù chung thân với tội mua bán trái phép chất ma túy. Khi đến trại giam số 5 để chấp hành án, Thủy có mang theo một con nhỏ mới 19 tháng tuổi đi cùng với mình. Điều đặc biệt hơn nữa là chồng của Nguyễn Thị Thủy cũng phải chịu mức án tù chung thân với cùng tội danh buôn bán trái phép chất ma túy. Mặc cảm với quá khứ tội lỗi, tự ti với bản thân là có con nhỏ theo mẹ, chồng cũng phải vào trại giam số 5 để cải tạo, đã khiến cho phạm nhân Nguyễn Thị Thủy đôi khi rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Lúc tôi bước từ trên xe thường xuống và nói chung là trên tay thêm một đứa bé, chồng tôi thì ở trên xe, và khi tôi xuống tôi cũng rất là bỡ ngỡ, nhiều cái bỡ ngỡ và rất là sợ. Cái lo sợ của mình rất là nhiều bởi vì là mình không biết cái môi trường trong này nó như thế nào. Và mình cũng rất là sợ, không ấy, và con thì nhỏ, mình sẽ phải làm cái gì, phải đi từ đâu và phải làm từ đâu, phải bước chân như thế nào. Thế nhưng tôi cũng rất là may mắn khi đến cổng trại thì cũng được các cán bộ ở trại năm này đón và giải thích và nói chung là tạo điều kiện. Thế nên là và động viên tôi để tôi có thể yên tâm hơn. Phạm nhân Thủy ấy, thì khi vào trại ấy, thì nó lại không giống như những phạm nhân khác. Đó là chị nó có mang theo một đứa con. Đấy. Và lại cũng có một cái hoàn cảnh khác với mọi người, đó là chồng lại cùng vào trại này. Đấy. Thì hai vợ chồng nhà chị nó thì đều là án dài. Khi nhập trại thì chị nó có hai cái mà vướng mắc, đó là án dài và con nhỏ. Mục đích của chúng tôi đó là giáo dục những người phạm tội, làm sao để cho người ta cải tạo thật tốt, trở thành những người lương thiện có ích cho xã hội. Thì bắt đầu từ xác định được cái việc của mình đấy, thì bọn tôi là gặp gỡ, động viên thường xuyên đấy. Từ đó cho đi được cái chị nhận được cái sự thông cảm, chia sẻ của cán bộ, thì chị nó dần dần là có cái tư tưởng thoải mái hơn. Được sự động viên của các cán bộ quản giáo và với mong muốn con mình được tới trường, được học hành cùng các bạn ở bên ngoài xã hội, nên vào trại giam được một thời gian, Nguyễn Thị Thủy đã nhờ người thân đến đón con về sinh sống cùng bà nội ở quê nhà. Để làm vơi đi nỗi nhớ con, đồng thời tạo sự yên tâm trong lao động và cải tạo, Ban giám thị và Hội đồng cán bộ trại giam số 5 đã bố trí cho phạm nhân Nguyễn Thị Thủy làm công việc trực sinh tại phòng giam. cứ đều đặn hàng ngày. Khi các chị em phải đi lao động tại các khu xưởng sản xuất, thì chị Thủy ở lại buồng giam dọn dẹp vệ sinh. Khi chuẩn bị đến giờ ăn trưa, chị lại đến nhà bếp của phạm nhân, lấy thực phẩm về, rồi chia theo các suất ăn đã được định sẵn. Từ khi được làm công việc phù hợp với bản thân, phạm nhân Thủy đã dần lấy lại được tinh thần và có thái độ lao động cải tạo ngày càng tích cực hơn. Với những các chị em đồng phạm khác thì người ta có một mình, nhưng với tôi thì tôi có cả chồng ở trong này nữa, thì cái cảm xúc của tôi nó rất là khổ tâm kinh khủng. Người ta còn có chỗ dựa nhưng tôi không có chỗ dựa, thế nên là tất cả tôi phải do ban giám thị và hội đồng cán bộ ở đây giúp đỡ và quan tâm, chứ còn và bà quản, có nghĩa là quản giáo ạ, trực tiếp của đội 2 ạ, nói chung là người sát sao và người có thể là động viên tôi để tôi có thể cải tạo tốt. Sinh ra và lớn lên trong môi trường trại giam, đó là thiệt thòi rất lớn của những đứa trẻ. Tuy nhiên, những thiệt thòi ấy đã được các cán bộ chiến sĩ đang công tác trong trại giam bù đắp bằng tình yêu thương, bằng những món quà thiết thực. Với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng sẻ chia, ban giám thị và các cán bộ quản giáo tại trại giam số 5 đã và đang làm hết mình để những đứa trẻ vô tội đó có được một môi trường sống lành mạnh, để các bé được yêu thương, được vỗ về như các em bé khác ở bên ngoài xã hội.